làm biến mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống đến chúng ta. Và chúng ta là một thỏi 500, thỏi 500 thuốc tiền bạc và thỏi 500 thuốc những cái điều tốt đẹp đến trong cuộc sống của mình. Luật hấp dẫn luôn mang trả bạn mọi thứ bạn đã cho đi. Bạn thu hút và nhận về những cái hoàn cảnh sống khác biệt nhau về tiền bạc, về sức khỏe, mối quan hệ, công việc và mọi sự kiện và trải nghiệm trong đời bạn. Mang đến cho bạn mọi thứ đã cho đi, thu hút và nhận về những hoàn cảnh sống khác biệt về cả mọi mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Tức là chúng ta học một bộ môn nhưng mà chúng ta áp dụng trong tất cả mọi lĩnh vực, về cuộc sống, về tài chính, về sức khỏe, về các mối quan hệ, đúng không ạ? Bộ môn luật hấp dẫn, bộ môn rất là vi diệu. Thì chúng ta cho đi những suy nghĩ tích cực, cảm xúc tích cực về tiền bạc thì chúng ta sẽ thu hút trở lại tiền bạc, thu hút những cái tình huống, những cái nguồn lực, những cái sự kiện mà mang đến cho chúng ta về tiền bạc. Tương tự như vậy đối với các mối quan hệ hay sức khỏe cũng vậy, chúng ta phát ra cái trường năng lượng như thế nào thì chúng ta sẽ thu hút về những cái sự kiện, những cái sự việc, những cái tình huống nó tương tự như vậy, nó tương tự như vậy. Và nếu như mà chúng ta không tin về luật hấp dẫn thì chúng ta hãy nghĩ đến tại sao chúng ta có thể đi, sao chúng ta có thể đi, tại sao cơ thể của chúng ta có thể liên kết được với nhau, tại sao chúng ta có thể chạm chân với mặt đất được mà chúng ta không có bay lơ lửng ở trên trời. Luật hấp dẫn nó là cái mà chúng ta không thể thấy được. Và có phần sách, như là phần sách trước đúng không, thì mình đã đọc về luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn thì luật hấp dẫn nó là cái liên kết, liên kết cơ thể, liên kết tế bào chúng ta lại. Hay luật hấp dẫn là cái lực hút của trái đất, lực hút của trái đất giúp cho chúng ta có thể tồn tại, chúng ta có sinh tồn được trên trái đất này. Nhưng mà chúng ta không có nhìn thấy, đâu có nhìn thấy đâu các anh chị ha. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Không nhìn thấy nhưng mà chúng ta chứng minh qua những cái gì ạ? Chứng minh qua những cái lối sống của chúng ta, chứng minh qua từng cái suy nghĩ của mình, từng suy nghĩ mình phát ra mình có được cái gì. Và chúng ta hãy tin vào cái quy luật của trọng trường. Và luật hấp dẫn nó cũng tương tự như vậy, luật hấp dẫn nó cũng tương tự như quy luật trọng trường. Mình sẽ chỉ uống trà nha. Có anh chị em nào có phân tích, có sự chia sẻ trong bài sách ngày hôm nay thì mình có thể xung phong lên nha. Và sao ạ? Phải tập trung vào những ý nghĩ tích cực. Ý nghĩa tích cực thì sẽ thu hút những việc tích cực, có ý nghĩa không tích cực thì sẽ thu hút về những cái việc không tích cực. Ý nghĩa đó bao gồm là từng giây từng phút chúng ta hiện hữu, hay thậm chí chúng ta đang không hiện hữu. Hiện hữu là sao? Hiện hữu tức là cái suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta đang giao tiếp bằng ý thức của mình hay chúng ta đang giao tiếp bằng tiềm thức, thì chúng ta cũng phải luôn luôn hướng bản thân mình đến những việc tích cực. Kể cả trong lúc ngủ thì chúng ta có gì ạ? Chúng ta có bản thôi miên, đúng không anh chị? Và trong phần sách này thì có chia sẻ là mỗi sáng chúng ta thức dậy thì chúng ta cũng phải suy nghĩ đến những việc tích cực trước khi chúng ta đặt chân xuống giường. Thì nếu như mình thực hành bản thôi miên mà xuyên đêm anh chị, thì có phải là cả xuyên suốt trong buổi đêm thì mình đã được nạp rất nhiều những suy nghĩ tích cực trong tâm trí của mình. Rồi nếu mà các anh chị em nào thực hành đúng nhá, thì buổi sáng mình có rất rất là nhiều những quy trình. Ví dụ như là bảo vệ tự do tài chính này, thành VKS này, rồi đọc những bản tuyên bố này, rất nhiều quy trình mà để chúng ta tập trung vào những điều tích cực. Không có một cái quy trình nào dư thừa các anh chị em. Mình cố gắng là mình tham gia những cái chương trình đầy đủ, chương trình của học tập, đặc biệt là chương trình buổi sáng. Chương trình buổi sáng nó không chỉ là cái chương trình mà mình đọc sách thôi, mà nó là cái chương trình có những cái quy trình mà giúp cho chúng ta tập trung vào những điều tích cực vào buổi sáng. Hay là ra quyết định này, là thực hành lòng biết ơn này. Đó là những cái mà ngay từ khi chúng ta vừa mới mở mắt ra thôi là chúng ta đã phải tập trung đến những điều tích cực rồi các anh chị. Tập trung điều tích cực kể cả trong lúc ngủ và kể cả trong lúc tỉnh thức cũng vậy. Các anh chị có nghe rõ Nguyên nói không ạ? Chắc là nghe rõ đúng không? Rồi
Đó là gì? Nhưng mà chúng ta thường ấy, đôi khi thì chúng ta lại bị tập trung vào những điều không tích cực nhiều hơn, hay là tập trung vào những điều mà chúng ta không muốn. Chúng ta có nghĩ là tại sao cái điều này nó đến với mình, tại sao điều kia đến với mình, nhưng mà thực ra tất cả đều là do mình suy nghĩ và mình đã thu hút nó về của mình. Các anh chị có thể nói rằng là tôi đâu có muốn điều này đến với tôi đâu có thu hút nó đâu. Nhưng mà nhé, chẳng hạn như mà một cái điều gì đó nó không tích cực đến với các anh chị, sau đó các anh chị suy nghĩ về nó, các anh chị cảm thấy mình bị tụt năng lượng với nó, các anh chị bị buồn với câu chuyện đó, không vui, cảm thấy không vui, và các anh chị cảm thấy nhỉ, cảm thấy không không hạnh phúc này, cảm thấy trăn trở với cái điều đó, bị khúc mắc ở trong trong lòng của mình. Thì đó là những cái mà đôi khi các anh chị không nhìn ra không, nhưng đó là các anh chị đang tập trung vào những điều mà các anh chị không muốn. À, giả sử là một việc gì không mong muốn đến với mình, không hạnh phúc trong tình cảm này, không an toàn tài chính này, sức khỏe mình không an toàn này, chúng ta thường có thói quen kể lể. Kể lể nha, anh chị em nào mà còn có thói quen kể lể thì mình bỏ giùm nha, hay là những cái ngôn từ mà không tích cực mình nói ra. Đang không khỏe thì ok mình nói đang không khỏe, mình đừng nói là vừa trải qua một cơn bạo bệnh tôi là thủy thủ toàn toàn vừa trải qua một cơn là rất rất là đau rồi ha. Hay là ví dụ như mình không hạnh phúc đi, thì mình lại nói những cái việc không hay với người chồng người vợ của mình, nói những cái điều không tốt của họ. Và khi các anh chị nói những cái điều đó thì một lần nữa các anh chị đang gieo thêm trong tâm trí của mình thêm nhiều cái điều không tích cực. Và chưa biết là cái người chồng hay người vợ hay là cái việc mà không an toàn sức khỏe hiện tại của anh chị nó có tiếp tục đến hay không, nhưng mà cho dù nó tiếp nó bây giờ nó khỏe rồi nhé, thì trong tương lai gần thôi nó cũng sẽ vẫn tiếp tục đến, bởi vì các anh chị không buông bỏ được những cái suy nghĩ không tích cực bên trong tâm trí của mình, bên trong tâm trí của mình ha. Mình cứ suy nghĩ về những việc không tích cực thôi, những việc nó không tích cực nó đến với mình là đó là dấu hiệu của anh chị. Khi mà các anh chị cảm thấy cuộc sống mình đang không như mong muốn nha, các anh chị hãy dò lại xem dạo gần đây hay là trong quá khứ trước đây các anh chị đã từng có những cái suy nghĩ nào, tại sao cuộc sống mình nó lại diễn ra như vậy. Tất cả đều do những suy nghĩ của các anh chị thôi ạ. Mình hãy suy nghĩ lại, mình hãy có sự chiêm nghiệm lại chính bản thân của mình, chính những cái suy nghĩ hàng ngày của mình. Mà đôi khi thậm chí nhiều anh chị em đây còn không biết là mỗi ngày mình suy nghĩ cái gì nữa kìa. Một ngày mình đến bao nhiêu suy nghĩ? 60.000 suy nghĩ. Và sẽ có những lúc mà mình suy nghĩ nhưng mà mình không biết mình đang nghĩ gì luôn. Có anh chị nào trường hợp như vậy không? Thực sự là rất là nhiều nha. Mình đang nghĩ nhưng mà mình cứ cái đầu óc mình cứ miên man những tạp niệm. Và các anh chị chỉ cần một cái cảm xúc mà không tích cực thôi. Ở cái phần sách trước về luật hấp dẫn, mình đã đọc gì vậy? Mình kiểm soát suy nghĩ mình bằng cách kiểm soát cảm xúc. Các anh chị chỉ cần có suy nghĩ một cái cảm xúc mà không tốt thôi, thì bắt đầu từ một cái suy nghĩ không tốt, các anh chị sẽ thu hút thêm nhiều những cái suy nghĩ không tốt tương tự như vậy. Và càng ngày anh chị càng dẫn cái câu chuyện đi xa, và mình càng nghĩ nhiều thì mình càng thấy là mình giống như một nạn nhân. Đó, tại sao cuộc đời lại không công bằng của mình, tại sao những điều như vậy lại đến với mình, tại sao, và càng chìm đắm ở trong đó nữa. Và đôi khi chúng ta không biết là chúng ta đang suy nghĩ cái gì đúng không? Chúng ta chỉ thấy là cảm xúc của chúng ta bị trùng xuống và bắt đầu là trong tâm trí của mình miên man các tạp niệm, và nó cứ từng suy nghĩ là nó chạy ở trong đầu. Nên là các anh chị hãy biết làm chủ tâm trí của mình, luôn luôn quan sát suy nghĩ hàng ngày của mình. Và cách đơn giản hơn đó là hãy cho mình một cái cảm xúc tích cực. Những cảm xúc tích cực thì sẽ thu hút những suy nghĩ tích cực, và suy nghĩ tích cực này thì nó sẽ kéo theo những suy nghĩ tích cực khác. Và hãy luôn luôn nhớ đến cái mục tiêu của mình đấy các anh chị ha. Các anh chị hãy dán cái mục tiêu của mình ở khắp nhiều nơi trong phòng này, ở trên điện thoại này, ở trên màn hình máy tính này, dán ở trên bàn học, bàn làm việc này, hãy dán những mục tiêu và sau đó hãy nhớ về những mục tiêu rồi tham gia trong tất cả những chương trình như học tập, để mình nghe nói thật nhiều, mình hãy cho mình cái cơ hội ha, được được ám thị ngoại vi các anh chị. Nếu như mà các anh chị ra ngoài kia nhé, các anh chị có thể gặp đồng nghiệp, gặp cha mẹ, gặp người thân của mình, các anh chị sẽ bị ám thị ngoại vi những cái gì ạ? Con không thành công đâu, con không giàu có đâu, sức khỏe của con là yếu lắm, con không thể nào mà làm cái này làm cái kia được. Rồi con như thế này, con như thế nọ,
con có làm được, hay là bạn như thế này, bạn như thế kia. Chúng ta là chỉ có thể không thành công thôi, thành công là việc của người khác. Đó là những cái ám thị ngoại vi không tích cực mà các anh chị bị gieo vào ở môi trường bên ngoài. Thay vì như vậy, anh chị hãy vào những học tập nhiều lên, hãy học tập, cùng học tập mỗi ngày, luôn luôn nói những cái ngôn từ tích cực và luôn nhắc nhở các anh chị hãy tập trung vào những điều tích cực. Sáng, trưa, tối đúng không? Ba suất, chắc sắp tới sẽ thêm một suất buổi chiều nữa. Chẳng hạn như là 4, 5 giờ chiều gì đó thêm một suất cho các anh chị. Mình cứ vào mình học mỗi ngày, mình nghe được ám thị ngoại vi mỗi ngày luôn. Cứ ngày nào cũng nói về giàu có, thành công, giàu có, hạnh phúc, sức khỏe, chăm sóc bản thân, làm đẹp cho bản thân, du lịch vòng quanh thế giới. Đó, các anh chị hãy cho mình nhiều nhiều những cái cảm xúc như vậy. Hay là khi nãy các anh chị mình vào sớm ấy, có thấy mình chiếu cái video mà đầu giờ ấy. Video đầu giờ đó Nguyên đâu phải chiếu cho vui đâu. Các anh chị hãy xem những cái video như vậy và các anh chị hãy hình dung tưởng tượng về cuộc sống của người giàu và hãy cảm nhận cái niềm hạnh phúc khi mình có được cái cuộc sống đó. Các anh chị có thể tự soạn những cái ví dụ như style millionaire, là style của triệu phú ấy, cũng thể search trên YouTube nó sẽ ra rất là nhiều video mà về đi du thuyền, về đi siêu xe này, cuộc sống giàu có này. Khi các anh chị nạp những cái dữ liệu đó, các anh chị sẽ thấy là những cái mục tiêu của mình nó nhỏ bé lắm. Người ta thì đi siêu xe, những cái xe rất là siêu xe, hay là gì có những cái du thuyền này, du thuyền rồi kể cả phi cơ riêng nữa, rồi những cái căn biệt thự rồi siêu siêu lớn, siêu siêu đẹp luôn. Nhưng mà cái mục tiêu của chúng ta chỉ là gì ạ? Chúng ta chỉ cần một cái căn nhà biệt thự ở Việt Nam thôi thì cũng khá là bình thường đúng không ạ? Khá là bình thường so với thế giới ngoài kia. Rồi hay là chúng ta chỉ cần một chiếc xe hơi thôi, hay là xe mẹt thôi, thì nó cũng khá là bình thường so với những chiếc siêu xe rồi. Hãy xem cuộc sống người giàu nhiều vào để liên tục nạp cho mình những cái suy nghĩ tích cực. Và các anh chị nói suy nghĩ tích cực đó thì các anh chị sẽ tự biến mình thành một thỏi nam châm được nhiễm từ, và các anh chị sẽ thu hút tất cả về tiền bạc, về sức khỏe, về mối quan hệ, những điều tuyệt vời nhất. Đây là em Hân muốn thu hút một bạn người yêu lý tưởng đồng hành trọn đời, thì mình có thể hãy biến mình trở thành một thỏi nam châm thu hút những em người yêu xinh đẹp, tư duy cao đó. Mình muốn cái gì thì mình hãy biến mình trở thành một thỏi nam châm như vậy. Mình trở thành một thỏi nam châm, mình ám thị cho mình các anh chị, ám thị cho bản thân mình trở thành một thỏi nam châm mà thu hút tất cả những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống đến với chúng ta. Suy nghĩ tích cực và suy nghĩ tiêu cực. Không, nhưng mà đúng rồi thì phải là tư duy cao. Nhưng mà như thế này nhá, thường á tướng mạo thì tâm sinh, cho nên tư duy cao kiểu gì cũng xinh đẹp. Đấy, nhưng là, cho nên là vừa xinh đẹp vừa tư duy cao, mình là chọn tất cả đúng không ạ? Có người em yêu đẹp là để khoe, người yêu đẹp khoe, và có người yêu tư duy cao để đồng hành trọn đời cùng mình, để cùng nhau xây dựng sự nghiệp, một gia tộc, gia tộc triệu đô, gia tộc tỷ đô của mình ha. Chào anh Xuân Thuận, anh Xuân Thuận khỏe chưa? Rồi, phần lớn chúng ta thì đều suy nghĩ về những cái gì không thích, chúng ta hãy thay đổi lại nhá, mình thay đổi lại. Chúng ta hãy nói về những điều mà chúng ta yêu thích, chúng ta hãy xem nhiều, chúng ta phải nghe nhiều những cái hình ảnh về cuộc sống của người giàu. Hãy hình dung trước những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình, luôn luôn hình dung và tưởng tượng những cái điều tuyệt vời đến với chúng ta. Nếu chúng ta lặp đi lặp lại những điều tiêu cực và than vãn về những thứ mình không ưa, đó là bạn đang cầm tù bản thân. Hai các anh chị, khi nào mà mình còn những suy nghĩ không tích cực nhé, than vãn thì đó là mình đang cầm tù bản thân. Các anh chị hãy nhìn những hình ảnh cái con chim ở trong lòng đúng không? Một cái suy nghĩ mà không tích cực thôi thì các anh chị đang thêm một cái thanh trắng vào cái lòng và đang tự cô lập bản thân mình với những điều tốt đẹp. Nếu như mà các anh chị mà có những cái mâu thuẫn nội tâm bên trong của mình này, những cái điều mà mình dằn mặt từ bên trong này, những cái điều mà mình bị vướng mắc ở quá khứ này, và mình bị suy nghĩ đi suy nghĩ lại về nó, các anh chị có thể tham vấn người bạn hỗ trợ mình để có thể gỡ cho mình những cái nút thắt bên trong mình, chứ mình đừng nên suy nghĩ nhiều về nó. Tại vì các anh chị trong cuộc sống của chúng ta, nếu trước đây các anh chị không học trong môi trường học tập đi,
thì các anh chị sẽ có 20 năm, 30 năm, 40 năm, các anh chị đã gieo rất là nhiều những cái điều không tích cực rồi. Và những cái điều không tích cực đó nó có hiện hữu vào cuộc sống của các anh chị thì nó là điều tất yếu. Nhưng quan trọng là bây giờ chúng ta có kiến thức rồi, chúng ta biết về luật hấp dẫn rồi, thì bắt đầu chúng ta hãy gieo lại cho bản thân mình. Các anh chị có muốn những điều tốt đẹp đến cho mình không ạ? Muốn có đúng không? Nhưng mà chớ chay thế, chớ chớ treo thay thì những cái điều mà không tốt đẹp nó đến với mình đôi khi lại nhiều hơn. Và đặc biệt là những điều mà chúng ta làm quá tốt này, chúng ta bị ân hận cái gì trong quá khứ thì đôi khi nó là những cái mà nó bị neo, nó những cái điểm đen ở bên trong tâm trí của mình và làm cho mình có những cái suy nghĩ không tích cực về nó, và mình cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về nó. Bởi vì mình có nút thắt đó, khi mà mình có nút thắt ở những cái điều mà không tích cực xảy đến mình thì dẫn đến một cái là đôi khi mình sẽ bị suy nghĩ đi suy nghĩ lại về nó. Và khi các anh chị nhận ra mình có cái nút thắt như vậy, mình phải biết cách gỡ cái nút thắt đó đi. Chẳng hạn như nhé, ví dụ như là các anh chị từng làm một cái việc gì đó mà có lỗi với người khác đi, và các anh chị cảm thấy là ăn năn hối lỗi, nhưng mà ăn năn hối lỗi nhưng mà đằng nào thì cái việc đó nó cũng xảy ra rồi. Vậy thì bây giờ cái việc của các anh chị là gì? Đó là hãy hoàn thiện bản thân mình hơn và bắt đầu gỡ cái nút thắt bên trong tâm trí của mình và thay đổi suy nghĩ của mình. Bởi vì nếu như mà các anh chị còn giữ những cái nút thắt đó, còn giữ những cái điều mà không tích cực đó trong tâm trí, thì trong tương lai gần thôi, các anh chị sẽ tiếp tục thu hút thêm những cái điều tương tự như vậy đến với cuộc sống của các anh chị. Ha, có thể các anh chị sẽ tiếp tục phải một cái lỗi lầm nào đó với một người nào đó khác. Tức là vũ trụ này sẽ sắp xếp một cách nào đó để các anh chị có thể tiếp tục thực hiện cái việc mà mình không mong muốn đó đấy. Ha, nên là việc của chúng ta khi mà có những cái việc không tích cực đến với mình, đừng suy nghĩ về nó nữa, hãy gỡ cái nút thắt ở đó trong tâm trí của mình đi, và thay vào đó bằng những cái niềm tin đúng đắn về hạnh phúc của chính bản thân mình, hạnh phúc của gia đình mình, hạnh phúc của người thân xung quanh mình. Tập trung vào những điều chúng ta muốn, chứ mình không tập trung vào quá khứ đã qua, không tập trung vào lỗi lầm, không tập trung vào sai lầm của chính mình, hay không tập trung vào sai lầm của người khác. Kể cả anh chị tập trung vào sai lầm của người khác nhé, thì các anh chị cũng sẽ thu hút thêm nhiều những cái người mà mang đến những cái sai lầm đó đến với các anh chị thêm một lần nữa. Hiểu không ạ? Các anh chị hiểu mọi hình dung được không ạ? Nên là phải thực sự cẩn trọng trong từng suy nghĩ, và mình phải có sự luyện tập nha các anh chị. Phải có sự luyện tập, cũng như là các anh chị phải có kiến thức. Mình hãy học tập thật nhiều cũng như học tập, rồi mình có kiến thức về luật hấp dẫn, có kiến thức về tâm thức bên trong của mình. Mình biết là tại sao có những sự vật này, sự việc này nó đến với mình. Mình biết một cách khoa học anh chị, chứ không phải mình biết một cách mê tín, hay là mình biết một cách là cái điều này đến với tôi là do tôi xui rủi, rồi do là tôi không may mắn, do là ông trời không công bằng với tôi. Thì đó là những cái suy nghĩ không tốt. Bạn Hương cười tươi thế. Bạn Hương có những cái suy nghĩ nào mà mình cần phải thay đổi không? Nói nghe tới người yêu và phấn khích quá đúng không? Đấy, nói chung là cứ học, hay là Hưng thích bạn người yêu như thế nào nhé, dán cái hình bạn người yêu đó ở nhà trong vòng mỗi ngày. Nhưng mà thôi ha, thôi cứ tập trung vào tài chính em ha, tập trung phát triển bản thân, sau đó là tự thu hút người yêu tới. Nói nhiều quá xong rồi ám thị bạn Hưng có người yêu yêu sớm trước, xong rồi rời bỏ nhớ học tập cái thôi. Tôi là thủy thủ của an toàn thôi học tập với em nha. Các bạn trẻ thì chúng ta nên tập trung vào thì học tập ha, phát triển tư duy trí tuệ của mình. Còn những cái khác á, thì nó là cái hệ quả đã đến sau, hệ quả đã đến sau thì tất yếu. Sức mạnh của tình yêu thì là không gì là không thể. Bất kể bạn là ai, bất kể bạn đối mặt với những tình huống nào, sức mạnh của tình yêu luôn có thể giải phóng bạn, luôn có thể giải phóng bạn. Sức mạnh của tình yêu ha, giống như khi nãy mình nói đó, là nếu như mà các anh chị có những cái sai lầm gì đó trong quá khứ này, những cái điều nào đó không tốt này, mình sai lầm này, hay là người khác sai lầm này, thì tất cả những cái điều đó các anh chị có thể hóa giải bằng tình yêu. Mình hãy dùng cái tình yêu thương của mình này, mình cảm thông với cái người mà gây cái điều mà không tốt của mình ấy, mình hãy yêu thương họ, mình hãy trân trọng họ. Có thể là chả qua là vì họ không biết thôi, họ không biết cho nên là họ phạm phải, còn mình hãy yêu thương họ, yêu thương họ không bằng nguyên nhân gì cả. Yêu thương họ giống như là chúng ta là con người với nhau và chúng ta yêu thương lẫn nhau thôi, chứ không phải là người đó là người thân của chúng ta nên chúng ta mới yêu thương, mà chúng ta yêu thương bằng trái tim. Ở cái tình yêu thương đó bao la rộng lớn, chúng ta hãy yêu thương, cảm thông, thấu hiểu cho họ. Tình yêu thương vô điều kiện.
Mình yêu thương vô điều kiện. Mà thật ra nếu mà các anh chị cảm thấy vô điều kiện nó chưa có dễ, thật ra là yêu thương người khác nó cũng là yêu thương chính bản thân mình. Nếu như mà các anh chị gieo những cái mầm mống mà thù ghét, không yêu thích, không tích cực đến một người nào đó, thì cái người đó người ta có biết không ạ? Người đó có thể là người ta đi xa lắc xa lơ, người ta có một cuộc sống khác rồi, người ta sống rất là tốt rồi, nhưng mà chính bản thân các anh chị còn gieo những cái mầm mống thù ghét đó nữa, thì các anh chị sẽ thu hút thêm những cái điều không tích cực đến, thu hút thêm những cái con người tương tự như vậy đến. Hay các anh chị hãy, nếu như mà các anh chị đã từng làm cái gì đó sai lầm trong quá khứ, thì các anh chị hãy dùng cái tình yêu thương của mình để yêu thương chính bản thân các anh chị. Tình yêu thương chính mình trong quá khứ đã từng làm những việc mà không tốt với một người nào đó, đã từng gây ra một cái sự kiện sự vật việc nào đó, mình hãy yêu thương chính bản thân mình và dùng cái tình yêu thương đó để hóa giải bên trong tâm trí của mình về những cái việc mà không muốn xảy ra, ha. Đúng không anh chị? Đâu có ai mong muốn những việc không mong muốn xảy ra đúng không? Đó là đôi khi là chúng ta vô tình thôi. Chứ còn bản chất con người chúng ta thì nhân hậu, nhân từ, yêu thương, luôn yêu thương lẫn nhau. Quan trọng là các anh chị có biết khơi gợi, xây dựng lại cái tình yêu thương ở bên trong chính bản thân mình. Rồi, đây là cũng có ví dụ trong câu chuyện này. Mời các anh chị uống nước nha. Không có anh chị nào xung phong hết, nuôi nói hơi khô cổ cho nên phải uống nước hơi thường xuyên một tí xíu rồi. Một cái câu chuyện mà tôi nghĩ là nhiều nhiều người gặp phải, đó là một phụ nữ mà không hạnh phúc trong gia đình đúng không? Và nếu mà một phụ nữ không hạnh phúc trong gia đình thì cái mà họ thường suy nghĩ đến là gì ạ? Đàn ông là như thế này, đàn ông là như thế kia, làm gì có việc hạnh phúc trong hôn nhân. Hôn nhân là nắm mồ tôn chôn vùi tình yêu, rồi lấy chồng làm cái gì, lấy chồng rồi xong rồi chôn vùi tuổi thanh xuân đấy, tôi là thủy thủ toàn toàn, rồi rất là nhiều những cái việc không tích cực nếu như bạn lấy một người chồng mà sau đó có một cuộc sống mà không hề mong muốn. Nhưng mà sao nếu như bạn tiếp tục gieo những cái điều đó trong tâm trí của mình, nếu như trước nếu như bạn đang bị gặp những cái tình trạng như vậy, tức là trong quá khứ bạn đã gieo những điều đó, hay là trong quá khứ mình đã nhìn thấy cha mẹ mình, nhìn thấy hàng xóm mình có những cái việc mà sự việc không mong muốn trong gia đình, ha. Và dần dần bạn nhìn thấy những cái hình ảnh đó càng nhiều thì mình sẽ càng neo bên trong tâm trí của mình thì gia đình là chưa dễ mà hạnh phúc, vợ chồng chưa dễ hòa hợp với nhau, con cái thì chưa dễ ngoan ngoãn. Rồi chúng ta gieo càng nhiều những cái điều đó thì vô tình thôi, không có ai cố ý cả, nhưng mà chúng ta cứ nhìn người này người kia và chúng ta bị nghe thụ động á. Đặc biệt là các chị hàng xóm mà kiểu như là hay hay có chị iPhone mình cho tay cho nhầm hay sao. Rồi chị iPhone mình đổi tên giúp Nguyên nhá. Mình xem lại cái đường link. Ở đây Nguyên thấy có chị iPhone, chị Phương, là mình chưa có đổi tên theo cú pháp của nhóm học tập nhé. Thì mình xem lại cái trên cái đường link mà mình được nhận để vào nhóm học tập mình học ấy, thì là có cái tên cú pháp đổi tên, thì ví dụ như là 30i hay 30t, 30n gì đó, và tên của chị, và cũng như là tên cái tên nhóm trưởng của mình nhé. Thì chị xem lại cái đường link để mình đổi tên theo số nhóm học tập, cũng như là mình có thể liên hệ lại với cái người bạn mà gửi link cho mình để nhận những cái tư liệu học tập, nhận lịch học và được sự đồng hành hỗ trợ mỗi ngày ha. Tiếp tục câu chuyện của chúng ta. Đó là nếu như mà cho phụ nữ của chúng ta này, hay kể cả đàn ông cũng vậy, nếu như mà từng gặp những cái câu chuyện mà tình cảm mà không như mong muốn, những chuyện tình cảm không như mong muốn, rồi những cái điều mà không hạnh phúc nó đến, thì cái tâm lý của mình ấy, thường là mình đánh đồng, mình đánh đồng, mình nghĩ là đàn ông ai cũng thế, phụ nữ ai cũng thế, hôn nhân này khi nào cũng thế, và đó là những điều không tích cực. Và các anh chị cứ gieo những điều không tích cực đó đi, rồi tiếp tục ấy, những cái mối quan hệ sau này các anh chị nó cũng tương tự như vậy. Có cách xử lý của cô này thì sao ạ? Rất là hay ha. Các anh chị mình có thể mình anh chị nào mà muốn có hạnh phúc trong gia đình này, mình hãy đọc kỹ, đọc đi đọc lại cái phần này nè. Cô ấy không bao giờ nói xấu về chồng cũ của mình, không bao giờ nói xấu về chồng cũ của mình. Các anh chị em nào mà hay nói xấu về chồng cũ của mình không ạ? Không bao giờ nói xấu về chồng cũ của mình này. Ước mơ có được một người chồng mới, tập trung vào cái người chồng mới, tập trung vào điều các anh chị muốn đó. Rồi giờ
thậm chí là phải điển trai và hoàn hảo. Ước mơ đi du lịch đỉnh châu Âu, dù không hề có tiền đi du lịch nhưng cô ấy vẫn nộp đơn và nhận visa ha. Đây là một cái bí kíp cho chúng ta nếu như mà chúng ta muốn du lịch châu Âu hay muốn đi du lịch bất cứ đâu nhá. Anh chị em nào mà chưa có visa thì mình về mình làm visa luôn nha. Mặc dù nếu xét về tài chính thì mình chưa thể nào mình có được cái số tài chính để mình có thể đi du lịch được, nhưng mà mình cứ làm visa đi các anh chị. Mình phải có những cái hành động như thể đã đạt được rồi, hành động như thế đã đạt được rồi nhé. Rồi sao cô ấy nộp đơn visa đúng không, và mua những món đồ nho nhỏ dành cho chuyến đi trong mơ đến châu Âu ha. Thì hôm qua thấy thấy anh Thuận là có trúng được cái vali đúng không, đấy tức là ra quyết định, ảnh ra quyết định gì ạ, ra quyết định có vali để đi du lịch cùng với nhau học tập đấy. Yes, chúc mừng anh Thuận nhá, trúng thưởng cái vali rất là tuyệt vời. Đó là hoàn thành bức tranh của mình bên trong tâm trí trước. Giống như là các anh chị thay vì mình mua cái vali hay là mua những món đồ nho nhỏ trong chuyến đi du lịch đi, thì trong cái chương trình trúng thưởng thì mình hãy hình dung rằng là tôi muốn cái vali này, và cái mục tiêu của tôi khi tôi muốn cái vali này là gì? Để đi du lịch đó, có mục tiêu cụ thể và cái mục tiêu mình sẽ có cái khát khao cụ thể đó, và mình sẽ thu hút đúng các anh chị. Hay là các anh chị nào muốn mình trúng thưởng một cái iPad này, mình cũng tương tự như vậy. Bây giờ hãy ra quyết định là cái iPad này cô sẽ làm cái gì với nó. Tôi sẽ đó là một cái phương tiện để tôi học tập và phát triển, học tập và phát triển rồi để tôi làm việc chăm chỉ hơn. Đấy, phải có một cái cái mục tiêu ha, một cái mục tiêu, sau đó là chúng ta sẽ dễ dàng thu hút cái điều đó đến với mình. Nguyễn thấy có một phó chủ tịch đến đó, chắc là dự giờ lâm học tập của chúng ta. Bạn phó chủ bạn phó chủ tịch Nguyễn Thu Hải là mình đổi tên lại theo cú pháp của học tập nhé. Có vali du lịch rất là vui đúng không, vui quá. Dạo này trúng thưởng nhiều quá ha, dạo này nguồn lực đến hỗ trợ anh Thuận quá trời quá đất luôn rồi nha. Có vali rồi thì bây giờ bước tiếp theo là dạ. Ra quyết định đi du lịch ngay thôi, mà đừng ra quyết định nữa, đi du lịch luôn ha. Đó các anh chị có dám mà sẵn sàng mà mua những món đồ nhỏ dành cho chuyến đi trong mơ của mình, mặc dù là cái chuyến đi trong mơ đó chưa tới, chưa tới khi mà mình cứ mua trước, mình mua trước áo quần vali giày dép túi sách mà để mình đi du lịch, hay là những cái đồ vật mà khi mình đi du lịch mà mình còn phải chuẩn bị, mình hãy mua trước. Đó là gì ạ? Hành động như đã đạt được mục tiêu rồi, mình đã hoàn tất trong tâm trí mình rồi. Vậy cái kết quả của ấy là gì ạ? Có gặp một người chồng mới đúng không, điển trai và hoàn hảo, điển trai và hoàn hảo hảo đó. Và sau khi làm đám cưới thì cô ấy đến sống ở Tây Ban Nha, hướng nhà trông ra biển, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Giờ cô ấy sống rất hạnh phúc ở đó. Tức là cô ấy thì có đặt mục tiêu đến châu Âu, rồi cuối cùng là cô ấy có một người chồng điển trai hoàn hảo, và cái người chồng này thực hiện được cái mục tiêu của cô ấy là đến châu Âu luôn. Các chị thấy tuyệt vời không? Người phụ nữ này không nói những điều mình không yêu thích, thay vào đó là chọn cách trao gửi yêu thương. Các anh chị đừng nói về những điều mình không thích, đừng có nói về người chồng cũ của mình đối xử mình như thế nào, đừng có nói về cái hôn nhân của mình trước đây không tốt như thế nào, hay cuộc tình của mình không tốt như thế nào, mà mình hãy tập trung vào điều mình muốn vậy. Trao gửi yêu thương, chọn nghĩ và nói về điều mình yêu thích. Bằng cách ấy, cô đã giải phóng bản thân mình những khó khăn và đau khổ và nhận về một cuộc sống tốt đẹp. Giải phóng bản thân mình ra những cái điều mà không tích cực đi các anh chị, để thu hút những cái điều tích cực đến của mình. Hay là tương tự như mà các anh chị muốn có những mục tiêu khác cũng vậy. Chẳng hạn như sức khỏe của mình không tốt này, đừng nói đi nói lại về sức khỏe của mình không tốt nữa, đừng nói đi nói lại những điều đó nữa ha. Mà mình thay vào đó thì chúng ta hãy tập trung vào cái việc mà mình khỏe mạnh. Hay là Nguyên hay thường nói với những người bạn của mình đấy là bây giờ là anh chị hãy ra quyết định đi là tối nay sáng nay là mình có thể tham gia học tập được cùng với nhóm. Vậy thì để tham gia học tập với nhóm thì tiềm thức vũ trụ này sẽ mang đến cho chúng ta những nguồn lực nguồn lực về sức khỏe để chúng ta có thể khỏe mạnh, để chúng ta có thể tham gia học tập được. Và đôi khi nhá, khi mà các anh chị không khỏe mạnh ấy,
đôi khi là các anh chị ra quyết định sai, kiểu như là hôm nay thấy hơi lười lười học, hôm nay thấy hơi lười lười làm, không muốn đi làm, nhưng mà bây giờ không có dám xin phép sếp xin nghỉ, ngại quá, cho nên là vũ trụ này đã mang đến cho các anh chị một cái việc không an toàn về sức khỏe, để các anh chị có thể giận, để có thể ở nhà, nghỉ việc, chăm sóc sức khỏe cho mình, và bên cạnh đó là được nghỉ việc đó, chăm sóc sức khỏe và được nghỉ việc luôn. Mà đôi khi nhá, các anh chị mà nói là các anh chị không được khỏe thì những người bạn hỗ trợ mình, nhóm trưởng mình sẽ nhận ra ngay các anh chị đang lười thôi, đang lười làm, đang lười học ấy, nên là vũ trụ này đã mang đến cho các anh chị nguồn lực là về không an toàn về sức khỏe, để các anh chị có thể nghỉ học, nghỉ làm. Nên là mình cứ học tập chăm lên. Cái này mình nói thật nhé, hay là có rất là nhiều cái minh chứng mà mình có cảm thấy là khi mà mình mong muốn làm cái việc gì đó thì mình sẽ có sức khỏe, nhưng mà các anh chị cứ quan sát những quá khứ trước đây của mình nhé. Khi các anh chị đang mong muốn làm cái việc gì đó thì mặc dù nhá mình làm gọi là gần như là kiệt sức rồi ấy, nhưng mình vẫn còn đủ có sức lực, đủ có sinh lực để mình làm cái việc đó. Nhưng mà khi bắt đầu mình hoàn tất cái việc đó xong rồi là bắt đầu giống như là cơ thể mình lúc này là cái tiềm thức của mình thật sự là muốn nghỉ ngơi, và sau đó là tiềm thức mình sẽ mang đến cho mình một cái việc không an toàn về sức khỏe, mà nó có thể là nó nhẹ một tí xíu, nhẹ thôi ha, nhẹ thôi ha, để mình có cái thời gian mình nghỉ ngơi. Tại vì nếu như mà không an toàn về sức khỏe, nếu mà mình sức khỏe mình cứ tốt như vậy ấy, thì mình tiếp tục mình phải lao vào công việc tiếp. Nên là đôi khi là không an toàn đến sức khỏe nó là việc đến là do các anh chị đã ra quyết định, là mình cần phải nghỉ ngơi, mình cần phải phục hồi, nên là ý thức mang đến cho mình cái nguồn lực không khỏe mạnh để mình có thể nghỉ ngơi các anh chị. Đây là trong công việc kinh doanh các anh chị cũng tương tự như vậy. Nếu như mà các anh chị trước đây mình đã từng kinh doanh không thành công thì không có nghĩa là bây giờ mình cũng kinh doanh không thành công, đúng không ạ? Trước đây đó là cái con người cũ của mình, với những cái suy nghĩ cũ, với những cái cách làm cũ, những cái hành động cũ, cho nên là dẫn đến cái kết quả từ cái công việc của mình, những cái mục tiêu mình đặt ra nó không hoàn thành như mong muốn. Nhưng bây giờ mình với con người mới, với những suy nghĩ mới mà mình đã được gieo, và những cái tư duy kiến thức mà mình được học, thì sao mình hoàn toàn trở thành một doanh nhân. Các anh chị hãy tin vào điều đó, và đừng có bị vướng mắc bởi những cái việc mà trong quá khứ xảy ra, là tôi đã từng không thành công như thế này, đã từng không thành công như thế kia. Và hãy tập trung vào điều các anh chị muốn, các anh chị muốn có doanh nghiệp như thế nào, các anh chị muốn có nhân sự của mình như thế nào, quy mô của mình như thế nào, mình có muốn lợi nhuận mình bao nhiêu, doanh thu mình bao nhiêu. Mình hãy tập trung vào cái điều cuối cùng của mình muốn, mình muốn có chức vụ như thế nào, cái danh vọng của mình như thế nào, địa vị xã hội của mình như thế nào, thì tập trung vào những điều tốt đẹp mình mong muốn nhé các anh chị. Bạn có thể thay đổi sống của chính mình vì bạn có một khả năng vô tận, đó là khả năng nghĩ và nói về những điều mình yêu thích. Khả năng vô tận của mình đó là nói và nghĩ về những điều mình yêu thích. Tại sao chúng ta không tận dụng cái khả năng này mà chúng ta lại làm ngược lại, đó là nói và nghĩ về những điều mà chúng ta không yêu thích. Đấy, nên là mình hãy lựa chọn nhé các anh chị, lựa chọn trong từng cái suy nghĩ, từng cái cảm xúc của mình. Mình lựa chọn mình nghĩ về điều gì, lựa chọn mình nói về điều gì, và những cái điều đó nó sẽ quyết định cái kết quả đến với các anh chị. Chúng ta có khả năng ha, khả năng vô tận. Chúng ta có cái suy nghĩ của chúng ta này, suy nghĩ của chúng ta là không giới hạn các anh chị, và kết quả đến với chúng ta cũng là không giới hạn này các anh chị. Quan trọng là các anh chị có dám nghĩ hay không, dám nghĩ xa hay không, mà dám hành động sai hay không. Các anh chị có dám nghĩ mình là tỷ phú đô la không nè đó, hay là các anh chị có dám nghĩ mình là, chẳng hạn như các anh chị có thể hiện tại nhá, mình cảm thấy là mình là một người khá là bình thường, nhưng mà mình có dám nghĩ là mình cũng có thể có một người chồng hay một người vợ mà vô cùng xinh đẹp, hoàn hảo, giàu có, mình có dám nghĩ hay không? Như ngày xưa mà Nguyên ngon Nguyên hay bảo người người bạn Nguyên là sau này tao có sẽ chồng của tao là cao 1m8 và đẹp trai, con nhà giàu giàu có và siêu siêu giàu đó, siêu siêu giàu. Thì những người bạn của mình nói là gì ạ? Ôi mày bị ảo tưởng mà, ôi mày nằm mơ đi, mày bớt bớt đi mày. Thậm chí với các anh chị, ví dụ như Nguyên thì nói thật là cũng chưa được trẻ, nói chung là cũng còn trẻ, nhưng mà so với nhiều bạn thì nhiều bạn nghĩ là bạn chưa được trẻ, thì nhiều bạn mà lấy chồng trước á, thì cứ nghĩ là mình chưa được trẻ. Thì nhiều bạn nói là gì, bây giờ trai nó chỉ thích là gái mà gái trẻ thôi,
Còn mày thì tới tuổi rồi, tới tuổi rồi càng ngày càng ít sự lựa chọn. Nhưng mà nói thật, Nguyên chưa bao giờ nghĩ là càng tới tuổi càng ít sự lựa chọn, mà Nguyên cảm thấy là càng tới tuổi thì mình càng nhiều sự lựa chọn. Bởi vì là những người và đàn ông mà họ có cái sự phát triển bản thân nhiều ấy, họ tập trung vào sự nghiệp của mình nhiều ấy, thì họ cũng lấy vợ chưa được sớm anh chị ạ. Cho nên là thôi, mình cứ thong thả, mình cứ tự từ, mình cứ chơi bời trước đã. Sau đó là khi càng ngày các anh chị càng phát triển lên nhé, thì các anh chị sẽ thu hút những người đàn ông hay những người phụ nữ tuyệt vời đến các anh chị. Đó là cái quy luật tất yếu á, quy luật tất yếu á. Nhưng mà quan trọng các anh chị có dám nghĩ không, hay là các anh chị có nghĩ rằng là mình thì như thế này cho nên mình chỉ có thể có người chồng như thế này, người vợ như thế này thôi, không dám nghĩ ha. Khả năng suy nghĩ của chúng ta là khả năng vô tận vô hạn các anh chị ạ, rất là tuyệt vời ha. Là các anh chị dám nghĩ hay không, là các anh chị dám hành động, dám phát triển bản thân mình để các anh chị cùng tần số với những cái điều mà các anh chị mong muốn thì các anh chị sẽ đạt được đó ha. Mình nghĩ, mình suy nghĩ của mình là vô tận và sức mạnh của mình cũng là vô biên luôn, mình có thể đạt được mọi thứ, đạt được mọi thứ rất tuyệt vời trên đời. Hãy cảm nhận tình yêu để tận dụng sức mạnh của nó. Cảm nhận sự tình yêu. Thật sự là tình yêu nó là một cái mà gắn kết chúng ta, tình yêu là một cái có thể hóa giải tất cả mọi điều mà tốt đẹp hay không tốt đẹp trong cuộc sống đến với mình. Yêu thương nhau là làm trọn pháp luật hả? Yêu thương nhau là làm trọn pháp luật. Rồi hấp dẫn, đáp ứng cả suy nghĩ và những cảm xúc của chúng ta ha. Nhớ nha các anh chị, kiểm soát cảm xúc của mình trước. Cảm xúc mình tốt được thì mình bắt đầu, mình cảm xúc thì bắt đầu là mình sẽ kiểm soát được cái suy nghĩ của mình ha. Không hẳn là 100%, không là hoàn toàn nhưng mà chúng ta hãy có sự luyện tập kiểm soát cảm xúc của mình đó. Điều chưa dễ nha các anh chị, em nào mà lần đầu tiên mình mới vừa biết đến luật hấp dẫn, mình biết đến những cái gốc này thì mình sẽ thấy là tập trung vào những điều không thích, không tích cực nó sẽ dễ hơn những điều mà tích cực. Nhưng mà chúng ta phải có sự luyện tập trong một thời gian. Có thể các anh chị cứ hình dung với mục tiêu của mình ấy, và các anh chị thỉnh thoảng sẽ bị những cái suy nghĩ nhỏ đôi khi nó cũng sẽ trỗi dậy, những suy nghĩ không tích cực nó sẽ trỗi dậy các anh chị. Nhưng mà sao mình đừng có quan tâm đến những cái đó, mình nhận ra những cái suy nghĩ không tích cực đến với mình và mình để nhanh chóng mình chuyển đổi lại về cái suy nghĩ về những điều mình muốn, cái mục tiêu của mình ha các anh chị ha. Rồi phần sách rất là hay. Rồi vậy thì Nguyên sẽ kết thúc phần chia sẻ ở đây ngày hôm nay nha. Hôm nay kết thúc siêu đúng giờ luôn ha. Ôi, mỗi lần nhìn bạn Hưng cứ thấy là năng lượng hừng hực ấy, Hưng khi nào cũng cười toe toét hết đấy. Lâu lâu nhìn chị Thu Hoa cũng thấy vui ha. Đấy các anh chị làm sao mà như như bạn Hưng đó, mỗi lần mà Nguyên nhìn là Nguyên thấy bạn Hưng cười toe toét, nhưng mà Nguyên không hiểu là Nguyên mình nói có gì vui không á, mà khi nào mình nhìn bạn Hưng mình cũng thấy là bạn cười toe toét. Không, năng lượng tích cực đó anh chị, các anh chị hãy như vậy nhé, mình hãy cười lên các anh chị. Khi các anh chị cười các anh chị sẽ thu hút những cái điều tích cực đến mình đấy. Nên là nhiều khi là Nguyên Nguyên cứ hay mình cứ vừa phân tích mình cứ thích lôi bạn Hưng ra mình nói, tại vì bạn như nào bạn cũng cười toe toét hết. Năng lượng tích cực nó là một cái để thu hút những cái điều tốt đẹp đến cho mình nhé. Tiêu biểu như bạn bạn Hưng. Rồi ok, cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia buổi đọc sách hôm nay. Các anh chị nhớ nhé, các anh chị cứ dồn nguồn lực để tối hôm nay thì sẽ có chương trình Zoom Nguyên nha. Các anh chị nhớ vào tham gia đầy đủ chăm chỉ ghi chép kiến thức và cũng như là ứng dụng tất cả những kiến thức mà nhóm học tập chia sẻ, chứ không phải là kiến thức này chúng ta chỉ học cho vui, học cho hay đi các anh chị ha. Mình học mình phải ứng dụng. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị. Xin cảm ơn Miss Chim Vạm, Miss Ngọc Anh, Miss Missy, Thu Hương đã đọc sách. Rồi cảm ơn Miss Thu Hoang, rồi cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia buổi sinh đọc sách này. Xin chào và hẹn gặp lại.